Thưa quý vị, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng gắn với nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Dịch. Trong thời gian một ngày, hội nghị tập trung vào 3 chuyên đề về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng trong điều kiện chiến lược của thành phố Đà Nẵng, định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Hội nghị lần này cũng tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.